tháng 3 âm lịch, bốn con giáp như nắm được thời khắc hoàng kim, vận đỏ chói ngời, bất ngờ nhật được mỏ vàng, hậu vận lắm tiền nhiều của. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự anh thông. À, quý vị thân mến, trong cuộc sống này thì ai cũng mong muốn mình sẽ gặp được nhiều may mắn, à, có cơ hội được sung túc, nó liên tục nó ập đến. Thế nhưng, trời sinh mỗi người một cái số mệnh khác nhau Có người may mắn ở cái thời điểm này Nhưng lại nghèo khổ, khó khăn ở cái thời điểm khác Và trong video ngày hôm nay Tử Thông sẽ chỉ ra cho quý vị và các bạn về bốn con giáp uh, Ngay từ đầu tháng 3 âm lịch Đó là những con giáp vô cùng may mắn Làm đâu thì tháng đó Bất ngờ liên tiếp được thần tài gõ cửa Cũng vì lẽ đó mà bản mệnh cũng sẽ giàu nhanh chóng mặt, trả sạch nợ nần, phất lên làm đại gia giàu có nhất vùng thiên hạ và nếu như những con giáp này biết tận dụng cơ hội sẽ chắc chắn giàu có đổi đời tiền bạc thì thả thê tiêu xài không phải lo nghĩ vậy thì bốn con giáp đó là những con giáp nào à, quý vị có nằm trong những con giáp may mắn đó hay không hãy cùng tử thông tìm hiểu chi tiết ngay sau đây à, thưa quý vị chúng ta biết tháng 3 âm lịch nó là tháng mậu thìn đúng không? vậy thì con giáp may mắn đầu tiên trong tháng 3 âm lịch không ai khác đó chính là những người tuổi dậu những người tuổi Dậu trong tháng 3 lịch được cục diện là thìn dậu nhị hợp. Cái tiến trình sự nghiệp của những người tuổi Dậu nó có nhiều cái khởi sắc đáng kể trong cái tháng 3 lịch này. Công việc thì tiến triển thuận lợi, làm đến đâu thì nhìn thấy kết quả đến đó và luôn có động lực để phấn đấu vươn lên. Nói chung ấy, trong thời gian này thì những người tuổi Dậu được nhiều cát tinh nó soi chiếu, nó mở ra nhiều cơ hội thăng tiến, nhưng mà chủ yếu vẫn là nỗ lực của những người tuổi Dậu là chính. Bản mệnh thay đổi cái tư duy, cách làm việc, mạnh dạn đề xuất những ý tưởng mới sẽ được đánh giá cao. À, đúng là trời không phụ người có lòng, dám nghĩ dám làm thì ắt sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Thêm nữa, trong thời gian này thì nói chung ấy, những người tuổi dậu lại có nguyệt lệnh nó không ủng hộ, nên là cái vận trình nó còn tiềm ẩn những cái hung họa khôn lường, à không được chủ quan khinh suất, lúc chiến thắng cũng không được đắc ý, cao ngạo kẻo bị kẻ tiểu nhân đâm lén sau lưng. Nói chung ấy, trong cái tháng 3 âm lịch, tháng mậu thì này, thì những người tuổi rộng nên chủ động nắm bắt lấy cái cơ hội sự nghiệp để được tốt nhất. À, bên cạnh đó, tài vận của người, những người tuổi rộng trong cái tháng 3 âm lịch thì cũng được dần vượng lên trông thấy. Cả chính tài và thứ tài thì đều rất là khả quan. Ngoài công việc chính, thì những người tuổi rộng còn sắp xếp thời gian làm thêm. Cái nguồn thu nó đến từ nhiều phía khác nhau, tiền bạc thì dùng dính, chi tiêu thì cũng không phải căn ke quá nhiều. À, và cái tháng 3 âm lịch ấy, thì cũng là cái thời điểm thích hợp cho những người tuổi dậu mở rộng cái quan hệ kinh doanh đầu tư hay là sản xuất. À, tuy nhiên, các cụ nói là vạn sự khởi đầu nan. Quá trình thực hiện nó có thể gặp phải một chút trục trặc khó khăn về thủ tục giấy tờ nhưng nhờ có nhiều cutting tinh nó xoay chiếu vậy nên bản mệnh sẽ nhanh trí xử lý cuối cùng cũng đâu vào đó và kết quả vẫn được như ý nguyện Nói chung ấy, trong tháng 3 âm lịch này thì nợ nần cũng được giải quyết một cách ổn thỏa. Các bạn hoàn toàn có đủ cái năng lực để trả nợ. Nếu ai đó mà đang vay mượn tiền của bạn thì họ cũng sẽ tự động mang trả, không phải mất thời gian đi đòi. Đó. Thì công việc hanh thông, tài lộc nó cũng thăng tiến. Bên cạnh đó thì cái phương diện tình cảm của những người tuổi dậu có những cái sự chuyển biến tích cực trong cái tháng 3 âm lịch này. Đời sống hôn nhân thì hạnh phúc, vợ chồng thì hòa hợp, à, có cái sự cảm thông và chia sẻ thì việc gì cũng có thể hóa giải và giải quyết một cách ổn thỏa được. thêm nữa, cái vận đào hoa của những người độc thân ấy thì cũng đang khá là vượng. nhân cái câu hỏi này thì hãy tìm cho mình một cái đối tượng phù hợp. còn với những người đã bị tổn thương trong tình yêu thì đây là cái dịp tốt để quý vị mở rộng trái tim, đón nhận cái tình cảm mới. hãy cho đi và các bạn cũng sẽ nhận lại được những cái điều xứng đáng. ở trong thời gian này thì các cặp đôi cũng đang trong giai đoạn yêu đương ấy, mặn nồng, à, có thể tính đến cái chuyện kết hôn. Yêu lâu quá trong thời gian dài có thể gây ra cái sự nhàm chán. Quý vị hãy tìm cơ hội để thăng cấp cho cái tình yêu của mình nhé. À, thưa quý vị, các chuyên gia tử vi tâm linh học cũng dự báo trong thời gian này thì nói chung ấy cái đào hoa của những người tuổi dậu nó cũng vượng. Thì quý vị cũng nên gì giao tiếp nhiều hơn đấy và tìm kiếm cho mình những cái cơ hội tìm được người ưng ý cũng như là gì mở rộng cái mối quan hệ của mình thì đây cũng là một cái chuyện cực kỳ tốt đối với những người tuổi dậu. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cũng như là để tăng cường cái vận trình tình duyên thì những người tuổi dậu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam học quý nhân tị dậu xỉu để được trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi dậu đó là con giáp may mắn đầu tiên trong cái tháng 3 âm lịch tháng mộ thìn. Tiếp theo con giáp may mắn thứ hai. Đó, trong cái tháng 3 âm lịch tháng mộ thìn ấy thì không ai khác đó chính là những người tuổi Ngọ. À, thưa quý vị, nói chung là trong cái tháng 3 âm lịch thì những người tuổi Ngọ lúc này bản mệnh sẽ tỏa sáng theo một cách chân thực nhất, tha hồ có cơ hội để thể hiện bản thân. Trong cái tháng 3 âm lịch này thì việc các bạn cần làm nhất đó chính là phát huy cái điểm mạnh của mình. Công việc của các bạn trong thời gian tới cũng sẽ có những cái sự chuyển biến tích cực. Các bạn có thể sẽ gây được cái ấn tượng tuyệt vời đối với cấp trên, đối với đồng nghiệp và cả đối tác làm ăn của mình nữa. À thêm nữa, cái nguyệt lệnh nó cũng ủng hộ, nó là cái dấu hiệu tích cực đấy. Và hứa hẹn những người tuổi Ngọ sẽ gặt hái được những cái sự ngưỡng mộ và trở thành cái nhân vật quý phái được mọi người kính trọng trong từng cái khoảnh khắc cuộc sống ở trong tháng 3 mình này. Hơn nữa lại được cắt tinh nó chiếu mệnh nên là trong thời gian này một số người tuổi ngọ thì sẽ đánh đâu thắng đó lúc này không chỉ sở hữu một cái khối tài sản đồ sộ mà còn chinh phục được cả cái sự nghiệp rực rỡ ở trong tương lai à tuy nhiên các bạn cũng không nên kiêu ngạo hay là quá tự hào với cái tài năng của mình vì thực ra các bạn cũng gì đang được rất nhiều người giúp sức để có được những cái gì ở hiện tại à, khi các bạn bắt đầu tự mãn hay là xem thường người khác thì cái vận may đó nó cũng dần dần nó lụi tàn theo. À, do đó, ở cái thời điểm này thì các bạn cần phải thể hiện lòng biết ơn với cuộc sống, với những người âm thầm tìm cách giúp đỡ các bạn mà không bao giờ cần các bạn báo đáp lại. À, thưa quý vị, nói chung ấy, trong cái tháng 3 âm lịch, tháng mậu thìn ấy, thì những người tuổi ngọ được phúc lộc dồi dào để gì con giáp này tha hồ mà hưởng. Nếu các bạn có thể gì đủ hào phóng, ban phát cái tài lộc của mình cho những người kém may mắn hơn ấy, thì lại càng tốt cái niềm vui nó cũng sẽ được nhân đôi nhân ba nhân năm lên à bên cạnh đó trong thời gian này thì cũng có nhiều các tinh nó chiếu mệnh vậy nên công việc của những người tuổi tuổi ngọ ấy nói chung ấy lại thêm phần hanh thông xuân sẻ hơn trước mọi việc quả thực là đang tiến triển theo đúng những gì mà những người tuổi ngọ đã dự tính nhìn chung ấy kế hoạch tiền bạc của những người tuổi ngọ cũng sẽ hoàn thành đúng cái thời hạn và có thể là gì vượt đích trước cái thời hạn mà mình đặt ra. À, bên cạnh đó, thì những người tuổi ngọ cũng không phải lo lắng quá nhiều về cái chuyện tiền nong. Thậm chí những ai mà đang gặp phải cái vấn đề mà chưa biết cách xử lý, thì ngay lập tức có quý nhân xuất hiện kịp thời để mà trợ giúp. Nhiều người tuổi này còn có thể được khen ngợi một cách là công khai hoặc là thậm chí được khen thưởng về cái mặt tài chính. Tuy nhiên, đây cũng là cái thời điểm phù hợp để các bạn tiết kiệm tiền bạc để dành cho những cái trường hợp khẩn cấp, đảm bảo cho một cái tương lai được tốt đẹp, an toàn hơn. Ở à, trong ngày hôm nay thì cũng được cái ngũ hành nó tương sinh, nó cũng là cái dấu hiệu tốt để cho những người tuổi ngọ độc thân tự tin trong các buổi hẹn hò. Còn với một cái tâm thế tốt thì các bạn cũng sẽ dễ dàng thu hút được những cái người tích cực, vui vẻ và lạc quan đến với mình. À, có thể các bạn sẽ tìm được người tâm đầu ý hợp trong cái tháng 3 âm lịch này. À, bên cạnh đó thì những cặp đôi thì ngày càng gia tăng về cái sự đàn kết, gia tăng về cái sự kết nối. À, quý vị nhanh hiểu và đáp ứng cái mong muốn của đối phương à, trong thời gian này thì hai người càng ân cần hơn trong giao tiếp cái điều này nó cũng sẽ nâng cao cái cảm xúc yêu đương giữa hai người lên à, để gia tăng cái sự kết nối với mọi người trong gia đình hoặc là với bạn bè với đồng nghiệp thì các bạn nên lên kế hoạch cho những cái chuyến đi ngắn ngày hoặc là gì kế hoạch là ăn nhậu chẳng hạn đấy à, những cái địa điểm du lịch hoang sơ cũng dễ thu hút các bạn hơn ở trong thành phố lớn. Vì vậy hãy chuẩn bị một cái chuyến cắm trại ngắn ngày cũng là một cái ý tưởng không tồi để hâm nóng cái tình cảm gia đình cũng như là tăng cường cái mối quan hệ tốt lành với mọi người. Và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi ngọ cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi ngọ đó là con giáp may mắn thứ hai tiếp theo con giáp may mắn thứ ba trong tháng 3 âm lịch tháng bộ thìn không ai khác đó chính là những người tuổi tý à, quý vị thân mến nói chung ấy, tình hình công việc của những người tuổi tý trong tháng 3 âm lịch rất là khả quan mưu sự thì dễ thành nỗ lực tới cùng cũng sẽ được đền đáp một cách xứng đáng dưới sự dẫn dắt của cục diện tam hợp quý nhân thân tý thìn vậy nên những người tuổi tý sẽ hăng hái hành động chú trọng đến cái đại cục tập thể chứ không còn chủ nghĩa cá nhân như thời trước nữa cái vận khí nó thay đổi khi mà chúng ta thay đổi điều đó đúng với những người tuổi tý trong cái tháng 3 âm lịch năm 2024 những người làm công ăn lương thì hài lòng với cái công việc hiện tại có thể các bạn đang gì toan tính đề xuất tăng lương hay là tăng thưởng cái điều này nó cũng hoàn toàn hợp lý và xứng đáng phù hợp với cái năng lực của những người tuổi Tý và xứng đáng với cái công sức mà các bạn bỏ ra. À, trong cái tháng 3 âm lịch năm 2024 thì các chuyên gia tử vi tân học cũng dự báo những người làm cơ quan nhà nước sẽ có một cái tháng nhiều biến động, đa phần là biến động theo cái chiều hướng tích cực. Càng đi xa thì càng có lợi cho cái bản mệnh. Cơ hội thăng tiến thì đang cận kề. Quý vị hãy bước thật chậm nhưng mà chắc để có thể về đích an toàn hơn à, Có điều trong cái tháng 3 âm lịch này Thì nguyệt lệnh nó cũng không ủng hộ Vận khí có thể tăng giảm một cách thất thường à, Vẫn có những cái điểm tiểu nhân quấy phá Nên là quý vị cũng không được chủ quan kinh xuất à, Bên cạnh đó Thì đây cũng là cái thời điểm Một cái tài vận của những người tuổi tí khá là vượng Tam hợp quý nhân che chở giúp đỡ Nên là cái tài khố kinh doanh buôn bán Thì một vốn bốn lời Đầu tư thì cũng gặp thuận lợi đánh đâu thì chúng đó. Nếu mà đang ấp ủ một kế hoạch mới hoặc là những dự án mới nào đó thì quý vị có thể là gì? tranh thủ tiến hành ngay trong tháng 3 này cũng sẽ được thuận lợi hanh thông và may mắn. Nói chung ấy, nếu mà quý vị có nợ nần thì cái việc đòi nợ hay là vay vốn làm ăn ấy thì cũng đều diễn ra một cách suôn sẻ tốt đẹp. Thậm chí một vài khoản nợ khó đòi bỗng dưng được hoàn trả tình hình tài chính của những người tuổi Tý vì thế mà cũng càng được ổn định hơn. Bên cạnh đó, trong cái tháng 3 âm lịch, tháng mậu thì này thì có tài tinh nó chiếu mệnh. Vậy nên là gì? Quý vị có thể là nhân cái cơ hội này để gia tăng thêm cái tài khí, gia tăng thêm cái tài lộc cho mình. À, thưa quý vị, tài lộc, sự nghiệp gặp nhiều may mắn. Bên cạnh đó thì cái chuyện tình duyên, gia đạo của những người tuổi Tý cũng được hanh thông thuận lợi trong cái tháng 3 âm lịch năm 2024. À, trong thời gian này thì những người độc thân đi xa sẽ có lợi cho các chuyện nhân duyên à, có khả năng trên cái chuyến đi xa đó thì bản mệnh sẽ gặp được cái đối tượng phù hợp à, câu chuyện tình yêu lãng mạn bắt đầu xuất hiện từ đó đời sống hôn nhân của các cặp vợ chồng nói chung cũng giống như cái cầu vồng sau mưa cái sự hoài nghi hay là mâu thuẫn thì đều được hóa giải hai bạn nên dành thời gian để chia sẻ nhiều hơn về những cái vấn đề xảy ra trong cuộc sống để tạo cái sự kết nối bền chặt à, quý vị thân mến vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cũng như là để bảo vệ cái tình yêu hạnh phúc của mình thì những người tuổi Tý cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng nữa được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tý, đó là con giáp may mắn thứ ba. Tiếp theo con sắp may mắn thứ tư trong tháng 3 âm lịch tháng Mậu Thìn đó chính là những người tuổi thân. và thưa quý vị, nói chung ấy, những người tuổi thân được cục diện tam hợp là thân, tí, thìn nó tương trợ, nó giúp đỡ. Cái cục diện tam hợp ấy, nó đem lại nhiều cái tác động tích cực cho cái vận trình sự nghiệp của những người tuổi thân trong cái tháng 3 âm lịch năm 2024. Nhiều cái cơ hội phát triển nó mở ra ngay trước mắt. Các bạn chỉ cần chủ động nắm bắt thì cái cơ hội gặt hái thành công sẽ nằm trong tầm tay của các bạn Khoảng thời gian tháng 3 âm lịch này thì bản mệnh sẽ xây dựng được nhiều cái mối quan hệ xã giao hài hòa tốt đẹp với đồng nghiệp, với bạn bè. Vì thế, ai cũng sẵn sàng giang tay ra giúp đỡ nếu các bạn gặp phải những khó khăn. Nhờ có cái sức mạnh của tập thể, những việc tưởng chừng như khó khăn cũng sẽ được hoàn thành một cách trước thời hạn. Nhờ đó mà các bạn được tuyên dương, được khen thưởng, được thăng chức, tăng lương cũng là cái điều dễ hiểu. Cấp trên cũng đánh giá rất cao những cái thành tích mà các bạn gặt hái được nên sẽ tạo cơ hội cho các bạn có được những cái bước đi mới và nhiều cơ hội lớn hơn trong tương lai. Khi mà được giao cho những cái nhiệm vụ mang đầy cái tính thử thách, thì các bạn hãy mạnh dạn chấp nhận và cố gắng hết sức. À, các bạn sẽ phát hiện ra được nhiều cái điểm mạnh của mình nữa. À, tuy nhiên, dù thành công rực rỡ đến mấy, thì các bạn cũng cần phải đề phòng những cái tác động xấu do các nguyệt lệnh nó không ủng hộ. À, chẳng ai có thể làm vừa lòng tất cả mọi người. Xung quanh các bạn cũng có không ít những kẻ tiểu nhân ghen ghét đấu kỵ Vì thế mà quý vị cũng cần phải cẩn trọng Cần phải ý thức được cái vị trí của mình Và luôn giữ cái đầu óc được tỉnh táo và suy nghĩ lý trí Tránh để cái bản thân bị lung lạc bởi những cái lời bản ra tán vào của người khác à, Bên cạnh đó, trong cái tháng 3 lịch thì những người trẻ tuổi cũng tránh vội vã quá mức Trong cái việc lựa chọn cái hướng đi trong tương lai của mình Khi mà cảm thấy băn khoăn bối rối Thì các bạn nên hỏi ý kiến của những người đi trước có thể đối phương cũng sẽ đưa ra cho các bạn những cái lời góp ý hữu ích. À, thưa quý vị, bên cạnh cái công việc nó hanh thông thuận lợi, tiền bạc tài chính thì dồi dào, cái vận trình tài chính của những người tuổi ấy, tuổi thân ấy có những cái chuyển biến tích cực hơn hẳn trong cái khoảng thời gian trước đó. Nhờ có cục diện tam hợp nó xoay đường chỉ lối mà các bạn có thể tìm ra được cái hướng đi đúng đắn cho mình, thoát khỏi cái tình trạng đi vào lối mòn của trước đó. Với những người làm ăn kinh doanh thì cái quan hệ xã giao thuận lợi nó cũng sẽ giúp cho các bạn dễ dàng tìm kiếm được những cái hợp đồng có giá trị cao. Nhiều khách hàng, nhiều đối tác cũng nghe đến danh tiếng của các bạn và muốn cùng hợp tác phát triển lâu dài. À, chỉ cần các bạn có một cái con mắt tinh đời nhận ra đâu là cái cơ hội mà mình nên nắm bắt thì ắt sẽ thu về được một cái túi tiền dùng dính về tay. Những người làm công ăn lương thì cũng dễ nhận được những khoản thưởng nóng nhờ những cái thành tích nổi bật trong công việc lãnh đạo cũng sẵn sàng dành cho các bạn những cái phần thưởng xứng đáng với cái công sức mà các bạn đã bỏ ra thậm chí một vài người còn may mắn được xem xét cất nhắc tăng lương à, với những người mà mới bước chân vào một cái lĩnh vực mới mẻ nào đó thì tình hình tài chính có thể sẽ có chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn chưa ổn định thực sự bên cạnh đó trong thời gian này thì khuyên các bạn không nên vội vàng tin theo những cái lời rủ dê lôi kéo của những người khác Trước khi đưa ra quyết định, các bạn cần phải tham khảo ý kiến của nhiều người, đồng thời kiểm chứng cái thông tin một cách rõ ràng để gì tránh tốn tiền một cách vô ích. À, thưa quý vị, nói chung ấy, công việc hanh thông thuận lợi, tài lộc thì rực sáng. Cái chuyện tình cảm của những người tuổi thân trong tháng 3 âm lịch thì cũng gì tốt đẹp không kém. Nhờ có tác động đồng thời của cục diện tam hợp và được cái cục diện ngũ hành tương sinh, vì thế mà dù còn độc thân hay là đã tìm được nửa kia ấy thì các bạn cũng có được cơ hội tận hưởng được cái hạnh phúc, quan hệ xã giao thì hài hòa, bạn vô tình gặp được hoặc là được người thân quen giới thiệu cho những cái đối tượng triển vọng. Nếu có thiện cảm với đối phương thì các bạn có thể nhanh chóng tìm cách giữ mối quan hệ ấy. Quý vị hãy tự tin thể hiện cái con người thật của mình, chắc hẳn người ấy cũng sẽ rất ấn tượng với cái sự cởi mở, chân thành cũng như là những cái thành tích xuất sắc trong sự nghiệp của các bạn trong thời gian này. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình, thì những người tuổi thân cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tý thìn để được trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi thân đó là con giáp may mắn thứ tư à, thưa quý vị như vậy Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về bốn con giáp may mắn nhất trong cái tháng 3 âm lịch năm 2024 năm Giáp Thìn. Và trong tháng 3 âm lịch chúng ta sẽ có bốn con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý, dễ có cơ hội sắm nhà tậu xe. Đó là những tuổi sau. Một là tuổi Dậu. Hai tuổi Ngọ. Ba tuổi Tý. Bốn tuổi Thân. Đây là bốn con giáp được lộc giàu sang được thần tài trợ mệnh được quý nhân tương trợ giúp đỡ gặp được may mắn đủ đường trong cái tháng 3 âm lịch năm 2024 năm giáp Thìn à, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi quý vị đừng quên đăng ký Kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo à, Xin cảm ơn